chúng tôi đều trao giảng như thế và anh em đã tin như vậy. Lời Chúa căn cứ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô: thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm giữ. Nhờ tin mừng đó anh em được cứu hóa. Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước thế tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi người đã được phai tan và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Phêrô rồi nhóm 12, sau đó người đã hiện ra với hơn 500 anh em một người, trong số ấy còn năm hiện nay còn sống nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến người hiện ra với ông Gia-cô-bê rồi với tất cả các tông đồ, sau hết người cũng đã hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Thật vậy, tôi là người này còn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đang được gọi là tông đồ vì đã được tại hội thánh của Thiên Chúa, nhưng tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa và ơn người ban cho tôi đã không vô nghĩa. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Tóm lại, dù tôi hay các vị khác trao giảng thì chúng tôi đều trao giảng như thế và anh em đã tin như vậy. Đó là lời Chúa. Chỉ lấy tóc mình mà lau
rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy ông quan sêu đã mời người nhìn đi cũng rằng: nếu quả thật ông này là ngôn sứ thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai và thứ người nào. Một người tội lỗi, Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: này Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa: dạ xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói: một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp: tôi thấy tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo: ông xem đúng lắm. Rồi quay lại với người phụ nữ, người nói với ông Simon: ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lá ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới bước chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôi ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tôi của chị rất nhiều, nhưng đã được tha bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: tôi của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bạn liền nghĩ bụng: ông này là ai mà lại tha tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Đó là lời Chúa.